Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên tối nay mình lên giao lưu với anh em là gồm 5 chiếc đồng hồ cơ cổ bọc vàng toàn thân và có cả những chiếc đáy thép. Trong đó là có cả những chiếc hàng sưu tầm chưa qua sử dụng và có cả những chiếc cận nót và những chiếc bọc vàng. Cả 5 chiếc này thì đều trong tình trạng là nguyên zin rất là đẹp, chưa qua spa đánh bóng rồi hết. Mình đã gắn cho cả 5 chiếc này là bộ dây da bò, khâu tay rất là đẹp. Những 3 chiếc Senco thì có cả 3 chiếc khóa Senco zin chữ nhỏ. Còn 2 chiếc Cizen thì mình gắn cho nó là 2 cái khóa linh kiện đẹp. Đầu tiên thì mình sẽ lên mã số 1. Mã số 1 là một chiếc đồng hồ Cizen. Chiếc này là một chiếc Cizen Uniauto, dòng máy cơ automatic 17 Jewel. Chiếc này thì nó là hàng sưu tầm, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Chiếc này thì mình mới gắn cho lên cái bộ dây đây. Anh em nhìn cái mặt sau của nó, lớp tem đáy còn nguyên si nhé. Lớp bọc vàng còn cực kỳ là đẹp. Hàng chưa lên tay luôn. Chữ nghĩa của nó còn nguyên két, cực kỳ là nét luôn. Black Stainless CGP Start Cizen Uni Auto. Bên dưới là Automatic Uni. Chiếc này thì nó bọc vàng toàn thân, dày 20 micron, đáy của nó thì là đáy thép, zin nguyên bản, chưa động chạm gì hết. Máy của nó chạy rất là chuẩn chỉ. Những chiếc này là hàng nót, chưa hề cậy mở gì đâu anh em nhé, còn nguyên bản luôn đấy. Đúng của nó là đúng zin, kính zin luôn. Anh em nhìn lớp bọc vàng của nó còn rất là bén. Chiếc này thì cái mặt đầu của nó là mặt đầu màu trắng chảy tia từ tâm. Cọc 12 giờ là cọc đôi, kim các cọc số là màu vàng nổi khối. Bên trên cọc 6 giờ sẽ là dòng chiếc Automatic 17 Jewel. Rất là đẹp, size dây của chiếc này thì là 16, 18. Đầu dây khóa của nó thì là 16. Mình gắn nó cái khóa linh kiện màu vàng rất là đẹp. Dây da bò khâu tay thủ công. Mình đo size chiếc này cho anh em xem. Chiếc này nó có cái size mặt là khá là to, size 37mm. Hàng nót chưa qua sử dụng, anh em nhìn nó rất là đẹp. Trải qua cả nửa thế kỷ rồi nhưng mà có rất nhiều những chiếc mà nó ở trong tình trạng sưu tầm. Cho nên là nhìn nó, khi anh em bắt gặp những chiếc như thế này thì lên cầm trên tay nó rất là đẹp. Chiếc Cizen Uniauto này, mã số 1. Size 37mm, mình giao lưu anh em với giá là 8 triệu. Hàng nót chưa qua sử dụng, size to 37. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2, chiếc này cũng là một chiếc đồng hồ Cizen, dòng Cizen Z, máy bay phản lực. Chiếc này cũng là hàng chưa qua sử dụng luôn. Mặt sau của nó anh em nhìn cái lớp gom đáy, gom xanh nó còn nguyên si luôn. Chất liệu Start Cizen Z, dòng phần lực CGP, bọc vàng dày 20 micron, đấy của nó là đáy thép Stainless Black. Cái lớp gom, những chiếc mà nó hàng chưa qua sử dụng ấy, thì cái lớp gom nó còn phủ nguyên kín luôn. Bọc vàng cực kỳ là đẹp luôn, núm zin, kính zin. Nói chung là anh em nào mà thích chơi sưu tầm những chiếc mà hàng nót, cận nót, hàng mới tinh mà chưa qua sử dụng ấy, thì những chiếc như thế này không thể nào thiếu ở trong bộ sưu tập của anh em được. Chiếc này thì nó cũng có cái size dây là 18, đầu khóa của nó là 16, khóa linh kiện, dây da bò khâu tay. Kim và các cọc số của nó là màu vàng nổi khối, rất là đẹp. Cọc 12 giờ của nó cũng là cọc đôi, mặt đều màu trắng chảy tia từ tâm. Chiếc này nó cũng là một chiếc Cizen Z, dòng máy dòng phần lực, máy cơ automatic 21G. Vách của nó thì anh em nhìn không có điểm gì để chê cả. Nói chung là những chiếc mà nó hàng nót chưa qua sử dụng như thế này thì anh em cầm ở trên tay ngắm thôi cũng đủ sướng rồi. Nói chung là những chiếc như thế này thì rất hiếm khi đa phần anh em để sưu tầm, để trưng bày, chứ ít khi anh em nỡ lên tay. Cái lớp gom này nếu như anh em đeo thường xuyên ấy, thì mồ hôi tay nó ra nó sẽ làm mờ dần cái lớp gom này đi nhé.
Size của chiếc này là 35,5, gần 36, càng của nó rất là dài. Mình đo cái càng. Chiếc này càng của nó là 44. Size 35,5. Size 35,5, lắc của nó là 44. Cho nên là cái càng nó rất là dài, nhưng anh em là tay to lên tay vẫn rất là vừa. Chiếc này mã số 2, hàng chưa qua sử dụng, size 35,5. Rất là đẹp, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 7 triệu. Mã số 2, giá là 7 triệu. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3, chiếc này là một chiếc Senco Sportman Clean Date. Dòng máy cơ lên dây. Daisoke 17G. Mặt đầu của nó là mặt đầu màu trắng sữa, chảy tia từ tâm rất là đẹp. Kim và các cọc số là màu vàng nổi khối, cọc 12 giờ là cọc đôi. Chiếc này thì nó có một ô lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Bọc vàng toàn thân, dày 20 micron. Đáy của nó là đáy thép. Chiếc này thì ở trong tình trạng là cận nốt còn rất là mới. Chữ nghĩa của nó còn rất là rõ ràng luôn, nguyên kép. Dòng đáy cá ngựa. Núm zin, kính zin. Những chiếc bọc vàng gold plate như thế này thì để tìm được những chiếc đẹp như năm chiếc này thì nói chung là anh em cũng khá là ít gặp. Size của chiếc này thì cái size dây của nó thì là đầu vai 19, còn đầu dây khóa của nó thì là 15. Chiếc này thì nó có đi kèm một chiếc khóa Senco zin chữ nhỏ anh em nhé, khóa bọc vàng á. Máy cơ lên dây rất là đẹp, kim cọc vàng vàng bắt sáng rất là mạnh. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 36. Size 36. Lắc của nó thì là lắc của nó là 43. Càng bốn đầu càng rất là to. Chiếc này mã số 3, size 36, mình giao lưu anh em với giá là 4 triệu. Rất là đẹp. Dây da bò khâu tay, khóa Senco zin chữ nhỏ. Tiếp theo là một chiếc Senco Chronos. Chiếc này cũng trong tình trạng cận nốt rất là đẹp luôn. Kim và các cọc số của nó là màu vàng nổi khối, dạng kim cọc tăm. Cọc 12 giờ là cọc đôi. Phía dưới là dòng chữ Senco Chronos. Bên trên vạch bên trên cọc 6 giờ sẽ là dòng chữ Daisoke 21G, dòng máy cơ lên dây. Chiếc này nó là chiếc dial Spencer nhé anh em nhé, Spencer dial đấy thì có là cái dòng dial hoa thị mặt trời. Là những chiếc đồng hồ Senco mà hoa thị mặt trời như thế này thì là kim và các cọc số của nó là bằng vàng đúc. Còn chiếc này thì là nó bọc vàng toàn thân. Dày 80 micron, zin nguyên bản, kính zin, núm zin có chữ S. Lớp bọc vàng còn cực kỳ là đẹp luôn, chưa có chỗ nào mòn hay bong chóc gì hết. Thành vách của nó còn rất là xuất sắc luôn. Mã số của nó 150122. Chiếc này trong tình trạng còn cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc này mình gắn cho nó bộ dây da bò khâu tay và một chiếc khóa Senco zin chữ nhỏ, bọc vàng rất là đẹp. Khóa này của nó đều khóa nót hết anh em nhé. Mình đo sát chiếc này xem. Chiếc này nó có cái size mặt là 36mm. Độ rộng dây là 19, đầu khóa là 15. Chiếc này lắc tua lắc của nó là 44. Cái càng rất là dài. Anh em nhìn những chiếc như thế này chơi nó mới sướng. Sưu tầm những chiếc lọc vàng toàn thân như thế này chơi nó mới sướng, lên tay cầm trên tay đã thấy thích kìa. Những chiếc mà nó dạng form nó như thế này, dạng vỏ sò như thế này cầm trên tay rất là sướng. Chiếc này mã số 4, size 36. Zin nguyên bản của máy cut nót mà một chiếc khóa Senco zin chữ nhỏ. Chiếc này mã số 4, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 6,5 triệu. Mã số 4, 6,5 triệu. Cuối cùng mã số 5. Mã số 5 này là cũng là một chiếc đồng hồ Senco Chronos. Chiếc này cũng là một chiếc máy cơ lên dây Daisoke 21G.
dòng máy cơ lên dây. Khi mà các cọc số của nó cũng là màu vàng nổi khối, diode màu trắng sữa chảy tia từ tâm. Chiếc này cũng là bọc vàng toàn thân, rất là đẹp luôn. Nói chung là chiếc này thì nó ở trong tình trạng là bọc vàng còn tương đối là đẹp. Bốn cái đầu càng nó có hơi mòn một chút ở đây thôi, tuy nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tổng thể nó thì còn rất là đẹp. Núm zin, kính zin. Chiếc này cái dây da bò và mình gắn cho nó một cái khóa Senco zin chữ nhỏ, bọc vàng nó. Cái này chiếc này thì cái đầu dây của nó thì là 18. Size mặt của chiếc này thì là 35. Size 35. Anh em nhìn những chiếc mà nó không lệch như thế này thì nhìn cái mặt đeo của nó rất là cân đối luôn. Đủ 12 cọc số. Anh em nào mà yêu thích cái sự đơn giản ấy thì anh em thường chọn những chiếc không lệch. Chiếc này mã số 5, size 35. Zin nguyên bản, chưa qua sạp gì hết. Chiếc này mã số 5, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2,7 triệu. Vừa rồi là mình nên giao lưu với anh em là gồm 5 chiếc đồng hồ cơ cổ. Trong đó là có 2 chiếc Seizen là hàng not chưa qua sử dụng, còn nguyên gom xanh. Và một chiếc đồng hồ Senco Chrono Not bọc vàng toàn thân là hàng cận not. Trong đó là hai và cả một chiếc Senco Clean Date này nữa là hàng cận not. Còn chiếc này thì nó là hàng nói chung là cũng còn tương đối là đẹp. Thì 5 chiếc trên đây thì anh em có nhu cầu với chiếc nào, yêu thích chiếc nào, anh em hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn với mình để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Cả 5 chiếc này đều trong tình trạng là còn rất là đẹp, hoàn hảo, rất xứng đáng để anh em chơi vào sưu tầm. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.